Vậy bây giờ em tắm trước hay anh tắm trước? Em đúng là cô gái thông minh đó. Tôi sẽ khỏe mạnh quay trở về. Lúc đó hãy đi xem phim với tôi. Tim con đập là con yêu thương. Từ nay thôi hết tranh vai. Hãy cứ mơ mộng đi. Đáng lẽ là em về em tắm rửa thay đồ, làm tóc, làm móng. Nhưng mà tại vì anh tới sớm quá cho nên em... Nên là em vẫn xinh đẹp. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh hồi hộp nhất. Tại vì anh được ngồi cạnh người đẹp mà còn sắp được tắt đèn nữa. Nhưng mà em nhớ là anh liệt kê em vô danh sách người già mà. Tại mấy lúc tối tối vậy anh hay nhìn lầm. Anh nhớ em. Lâu rồi không ai gọi mình là người đẹp theo kiểu của anh. Cậu đang làm gì vậy? Báo cáo đội trưởng, binh nhất Phạm Hoàng Nam, tôi đang đào đất trồng cây. Hết. Tưởng tôi hỏi vì không biết hả? Làm như vậy khi nào mới xong? Tay này cầm giày, tay này để đây. Dạ. Lực vai, lưng. Em sợ vậy nên mới không dám dùng sức đó. Đội trưởng chảy máu rồi kìa. Phiền quá. Có chút xíu thôi mà. Phải đi cấp cứu thôi. Vết thương này là do tôi xúc cát ở doanh trại gây ra đó. Lúc nãy tôi đánh nhau nên mới bị đau. Xúc cát? Ừ. Xúc cái kiểu gì mà xẻng cắt lên tới hông ha? Thì ra dùng xẻng cũng có thể bị thương. Bình Nhất. Dạ. Nghỉ. Nghỉ nghiêm nghiêm nghỉ. Nghiêm nghỉ nghỉ nghiêm. Nghiêm nghỉ đâu? Sao vậy đồng chí? Đồng chí đội trưởng bắt nạt Bình Nhất à? Tôi đang chỉ dạy. Bắt nạt gì chứ? Mà sao cô đưa thằng nhóc này ra đảo Hải Phòng vậy? Sao vậy? Nó dễ thương mà. Nấu ăn cũng ngon nữa. Có ý kiến gì không xúc xích? Có luôn có biệt hiệu rồi hả?
Dạ, do lần trước em ăn trộm xúc xích nên đội phó đặt cho em. Bí Nhật Hoàng Nam. Dạ. Công tác chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Bún Mắm đến đâu rồi? Dạ, báo cáo xong hết rồi. Chỉ còn thiếu bia. Bia? Chuyện như vậy mà đồng chí cũng nói được ở đây hả? Dạ, em... Mấy chuyện quan trọng như vậy phải để tôi và đội phó lo. Xin chào hai anh đẹp trai. Hai anh đợi em chút xíu nha. Em đi soạn bia để hai anh mang về. Hóa ra đây là lý do mà đồng chí xung phong nhận nhiệm vụ này hả? Dạo này tình cảm của cậu với lại Trung úy Minh Ngọc tiến triển sao rồi? Tốt chứ? Hải Phòng là ở đâu? Là một hòn đảo nhỏ nằm trên một vùng biển còn rất là nghèo. Dân cư á hả còn ít lắm mà bệnh tật khá là nhiều á nha. Gì hả chị? Bom mình thời chiến tranh hình như là chưa gỡ hết nữa. Chuyến này coi như là vất vả rồi. Dạ. Được cái là cảnh đẹp lắm nha. Đúng rồi, cỡ đâu bệnh viện mình có hùng vốn để làm mấy cái công trình gì đó. Nghe nói á, cứ mỗi năm á sẽ cử người ra đó để kiểm tra. Mang tiếng là đi tình nguyện, nhưng mà mấy suất đó dành cho những người nè không quyền, không tiền, thất thế, chứ có ô dù dễ gì bị đi. Hình như anh cũng là ở trong số đó đúng không mấy đứa? Anh có tình có nghĩa mà, nhan sắc thì cũng có chút trước. Mà em có đăng ký tham gia nữa đó. Hả? Cà rốt cho phép em tham gia rồi. Wow, cái thằng nhóc này, vợ thì sắp sinh, còn muốn đi đâu nữa? Con Như mà cho mày đi mới là chuyện lạ, dễ gì? Cái này em nói thiệt mà. Cà rốt nói á, bây giờ thì anh cứ đi đi, còn khi nào em sanh á, anh không được đi đâu hết. Bởi vì em mới tham gia. Ngộ ghê á, công tử nhà giàu á, mà cứ thích làm mấy chuyện cực khổ, chi vậy hả? Tại vì em thích mà. Có tiền thì sống thoải mái đi. Như chị muốn được như cưng mà không được đây nè. Bác sĩ Phương. Dạ chào giám đốc. Bỏ xuống. Sao lại ăn mấy cái này? Chút nữa đi ăn với tôi. Nè, có phải là em vừa yêu cầu đi hẹn hò? Dạ. Mày đưa Hoài Phương vừa ước mơ có tiền, lập tức có đại gia tới làm mạng liền. Đinh thiệt á. Phương. Em cho anh một con số bất kỳ đi, để ngày mai anh đánh xỉu chủ để anh đổi đời. Bớt xàm đi cha nội, ăn đi. Vậy tính ra tình hình bây giờ em có vẻ có giá ha. Nhưng mà em không có thích. Giám đốc Liêm á, có vợ có con rồi, vừa mới ly dị. Chị mà dính thính ổng á hả, kiểu gì cũng bị scandal trong bệnh viện cho coi. Ủa sao lại không thích? Nè, Hoài Phương nhà ta nè, xinh đẹp có không? Có. Năng lực có không? Có. Phương, cái em cần bây giờ là địa vị xã hội. Giám đốc là một cơ hội đó. Vậy hả? Vậy có nên nâng cao địa vị xã hội không ta? Chị? Cái gì? Hỏi cứ mộng mơ. Chạy gì nữa?
Vô đi. Anh hẹn em đi ăn tối mà. Tại sao lại ở đây? Bình thường mà. Em tưởng ăn tối là phải ở nhà hàng bên dưới. Tại sao lại đi lên trên này? Thì ở đây có đầy đủ đồ ăn nước uống. Cần gì thì gọi thêm. Với lại không gian yên tĩnh, không có ai làm phiền mình. Em không muốn gì nữa. Lịch sự, tôn trọng. Thì ra bác sĩ Phương là người vậy hả? Thì ra giám đốc là người gì hả? Vậy bây giờ em tắm trước hay anh tắm trước? Em đúng là cô gái thông minh đó. Trời ơi, mày tạt nước vô mặt ông thật luôn hả? Đúng rồi, tao còn định giết ổng luôn á. Nghĩ tao là hạng con gái nào mà dám dở trò. Nhưng mà chắc là ổng không đuổi tao đâu ha. Dù sao tao cũng là ngôi sao quảng cáo chứ bộ. Ừ, đúng rồi, mày là ngôi sao quảng cáo. Nhưng ổng là giám đốc bệnh viện ấy. Chết tao rồi. Thì bây giờ tao phải đi học làm sao đây? Mày muốn sao nữa? Tốt nhất nha, mày nhìn thẳng vào mặt ông anh, thể hiện. Rồi, tao khuôn mặt hối lỗi nếu mà ông ấy trách ấy. Đi đâu mà tạt đi. Con khùng. Con nhỏ này. Chết rồi, chết rồi. Hà ơi. Vấn đề cuối cùng là về nhân viên tình nguyện đi Hải Phòng. Đáng lý là tôi đã cho mọi người đăng ký tình nguyện, nhưng mà bên hội đồng quản trị yêu cầu người có trình độ tốt và có chuyên môn cao tham gia trong chuyến đi lần này. Cho nên tôi đề cử luôn bác sĩ Phương sẽ là tổ trưởng tổ tình nguyện, đồng thời cũng là gương mặt đại diện cho bệnh viện của chúng ta. À, không biết ý kiến của bác sĩ Phương như thế nào. Cậu đã xem danh sách đội tình nguyện bác sĩ đến đảo này chưa? Rồi. Hình như là có cả tình yêu của đồng chí đó. Ừ. Thế cô ấy có biết đồng chí cũng ở trên đảo không? Chắc là không. Như vậy xem trường vẫn còn duyên đó.
ơi, sao tôi lại lọt tới chỗ này vậy trời? Mọi người bình tĩnh đi, bên quân đội đang cử người ra rước chúng ta đó. Trước khi người ta ra rước thì ở đây thành heo quay hết trơn à, nắng nóng quá. Anh bớt rối đi, than hoài à. Bên kia người ta cực gấp 10 lần mình, người ta còn không than. Than hoài à. Ủa, mà đâu ai kêu anh ra đây làm chi chịu khổ đâu, ra đây làm chi vậy? Thì tại anh thấy em đăng ký thì anh mới đăng ký theo. Không lẽ để em đi một mình lỡ có chuyện gì rồi sao? Alo. Alo. Giám đốc Liêm đây. Ai vậy? Alo. Trời ơi, bộ của Bình Chỉ hay sao, nói chuyện nhỏ xíu vậy? Gì? Giám đốc Liêm. Giám đốc nào? Giám đốc. Nghe không? Giám đốc Liêm. Dạ. Em nghe giám đốc ơi. Dạ, tại bên đây sống yếu quá, em nghe không rõ. Chứ dạ. Mai cho tôi gặp Hoài Phương. Dạ. Gọi điện nãy giờ không được. Nè. Giám đốc muốn gặp á. Điện thoại để đâu mà gọi hoài mà không bắt máy vậy? Alo, Hoài Phương nghe đây. Ở ngoài đó nóng dữ lắm đúng không em? Sao? Suy nghĩ lại đi, vẫn còn kịp. Anh thiếu gì cách để đưa em về? Cái hôm mà anh kêu tôi tới khách sạn á, là tôi đã biết anh là con người như thế nào rồi. Không ngờ bây giờ anh còn hèn hạ như vậy nữa. Nói cho anh biết, tôi đây á, cái mặt đã lên TV rất nhiều rồi, cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết tôi. Và mối quan hệ của tôi với VIP cũng đủ. Cho nên sau cái chuyến đi tình nguyện này, tôi sẽ quăng giấy nghỉ việc dùng mặt của anh. Ngồi đó mà chờ đi. Đồ hèn. Dữ quá. Mọi người nghe rõ chưa? Đây là lý do tôi bị tới đây đó. Nhìn quang hôn đi dần ở phía xa, rồi màn đêm lại đến rất gần, và đôi chân dường như bước quay tìm một nơi yên bình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ y tế về mặt an ninh cũng như là sinh hoạt tại đảo Hải Phòng. Đừng nói với tao là mày á vẫn còn thương nữa nha. Tao cũng biết nữa. Cậu cho bác sĩ đi nhờ được không? Nghe nói thượng sĩ đang hò hẹn với con gái tôi. Sao đúng? Tôi rất lo lắng cho tương lai của con gái mình. Mong rằng cậu cũng nghĩ tới tương lai của nó. Bác sĩ Phương, đứng lại.
anh làm cái gì vậy? Thì đạp mình giùm cô, rồi chết thay cô luôn. Đừng không. Nè đó. VIP có khả năng sống sót không? Có. Vậy cứu đi. Ra lệnh cho thượng sĩ Bảo Quy lập tức bắt ngay đại úy Võ Duy Kiên. Anh xin lỗi. Nữa hả? Anh phải đi nữa chứ gì?